Hello mọi người, cuối tuần này mình sẽ thi đấu với một đối thủ Indonesia rất là mạnh. Mong mọi người đến Sài Gòn Sport Club để cổ vũ mình, cổ vũ các đồng đội của mình và người anh em của mình AJ Barcelona giành chiến thắng. Alright, thank you. My name is Fak. Fak. Hi everybody. Dai Fak Lam. Dai Fak Lam. Yeah, what's your record? I have 2 wins, 2 losses. 2 wins, 2 losses. Yeah. You're from here, Vietnam? Yeah, from Vietnam. Where in Vietnam? So you train here at Saigon Sports Club? Yeah, I train in Saigon Sports Club 2 years. Your trainer is Dodo? Yeah, Coach Dodo. Okay. Who are you fighting this Sunday? In Saigon Sports Club. Who? 57 with Indonesia. Indonesia? Arif Blader. Okay. He had a lost experience. Oh, what do you think will happen on your fight? Yeah, I think I will get the body shot. Body shot your opponent. Okay, all right. Can you say because people in the Philippines gonna watch this too? Yeah. You say hi to the fans, boxing fans, especially Philippines. Yeah. Say hi. Hello. Boxing in Philippines, you can watching my fight and watching my brother AJ Barcelonet from Philippines too this Sunday. Okay, Vietnam, you say hi and thank you everyone in Vietnam. Yeah, hello mọi người, cuối tuần này mình sẽ thi đấu với một đối thủ Indonesia rất là mạnh. Mong mọi người đến Sài Gòn Sport Club để cổ vũ mình, cổ vũ các đồng đội của mình và anh em của mình AJ Barcelonet giành chiến thắng. Alright, thank you.